Các thú vị, những con ó được huấn luyện tại phi trường Brazil nhằm xua đuổi chim hoang dã, tin từ Rio de Janeiro. Những đàn chim làm kẹt động cơ máy bay trong lúc cất cánh trở thành vấn nạn hàng không. Những con ó được huấn luyện tại phi trường Rio de Janeiro nhằm xua đuổi đàn chim hoang dã. Cơ quan chức năng Brazil áp dụng phương pháp thiên nhiên, huấn luyện những con ó được dùng để kiểm số lượng chim sống xung quanh phi trường có thể tạo nguy hiểm khi máy bay cất cánh. Các chuyên gia ngành hàng không nói rằng tình trạng những đàn chim sống xung quanh khu vực phi trường ngày càng gia tăng mối đe dọa, trong khi kỹ nghệ kiểm soát hàng không đã thất bại vì không nhận thấy sự nguy hiểm từ đàn chim. Brazil đã ứng dụng huấn luyện loài ó trong công việc xua đuổi đàn chim hoang dã, không thể nào kiểm soát nổi số lượng tại phi trường. Anh Marcus Esteban trực tiếp huấn luyện những con ó nói rằng nhiều loài ó được huấn luyện kỹ lưỡng và sẵn sàng xua đuổi tấn công những con chim khác khi bay gần tới đường cất cánh tại phi trường quốc tế Rio de Janeiro. Esteban nói thêm, những con ó do chính anh huấn luyện rất kỷ luật và làm việc hiệu quả kiểm soát loài chim hoang dã tại phi trường. Ó hoặc diều hâu là những loài chim được Esteban chọn lựa trong công việc huấn luyện.